Coi bao giờ bao rác rồi cho mày mày tới mày. Ê, cái gì vậy? Hello, mình chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Hiện tại mình đang đứng ở một cái cánh đồng ruộng mọi người. Đây. Phía dưới mình đây có một cái con sông. Đó, thì hôm nay lý do mà mình đứng ngay cái con sông này là mình mới nảy ra một ý tưởng này mọi người. Tình hình hôm nay là mình sẽ gọi thằng Huy Xâm Dừa xuống. Và mình với Huy Xâm Dừa sẽ thông đồng chơi thằng thiếp nha mọi người. Nói chung là nội dung này hai thằng chơi thằng á. Đó, mình sẽ cho thằng thiếp nha. Đó, mình chơi nó một cái dối cho nó phát ứng luôn. Rồi, nội dung cho thế nào thì mọi người đón xem theo dõi mình nha. Bây giờ mình đứng tại vị trí này, mình sẽ gọi thằng Huy Xâm Dừa xuống nha. Điện thoại đây mọi người. Để mình bấm mày gọi thằng Huy Xâm Dừa xuống. Đây, Huy Xâm Dừa đây. Rồi, gọi. Ok. Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế đề nghị mọi người dân có điện thoại thông minh cài đặt Bluezone tại bluezone.gov.vn. Đang chuẩn bị đổ chuông mọi người. Huy Xâm Dừa này. Đó, nội dung này quốc thiết cho mọi người. Rung chuông. Alo Huy Hương. Nhớ cái chỗ mà anh đi mình chụp hình hồi bữa không? Cái buổi canh chiều không? Cái chỗ mà có con sông, có cái đường bê tông á. Chạy xuống dưới đây ơi, là anh đi mình làm một clip nha, xuống đây nói này. Rồi. Ôi, thằng Huy Xâm Dừa nó chuẩn bị nó chạy xuống mọi người. Rồi nội dung nó xuống đây là mình sẽ thực hiện cái màn cho tiếp theo cho mọi người xem nha. 7 tháng sau. Huy Xâm Dừa nó xuống mọi người, Huy Xâm Dừa xuống. Trời ơi, nào ngủ gục luôn à. Trời lâu quá. Trời lâu vậy? Nãy giờ lâu vậy? Cơm nữa. Gì không? Ủa nó hiểu rồi sao ông đợi? Chạy đường rẫy không? Đường rẫy. Rồi vô đây nói như này, nói này. Cái gì? Bây giờ bữa nay anh em mình cho anh thiếp nha. Cho thiếp hả? Cho thiếp nè. Chơi không? Chơi không? Mà cho anh sáu. Thì ở ngay tại vị trí này luôn. Bây giờ mình nghe mình nói nè. Bây giờ là hôm bữa nhớ cái lúc mà làm mấy con cá sấu ăn mừng 10 cá sấu không? Đó, nhớ hồi bữa mà mình cắt cái đầu mình lấy lại không? Cái đầu hả? Cái đầu cá sấu bao khô bữa rồi. Đây này, đây nè. Đó, cái đầu cá sấu này. Tưởng nó ra là ám thực chứ. Ôi thúi. Đầu cá sấu này. Wow. Rùi lắm hả? Thúi ói luôn các bạn ơi. Wow. Không. Mình chuẩn bị cái cây này. Wow, thúi quá. Bây giờ mình cho nó thế này. Nội dung là dưới này nó có con sông, có nước này. Mà hôm nay trời cũng khá là mát á. Mát đã thì Mình sẽ gọi điện thằng thép. Mình giả đò mình nói là rét nước diễn cho đẹp nha. Mình sẽ gọi điện thằng thép. Mình nói nó là ra chỗ mà anh em tập hình là bữa rủ chúng ra làm trời mưa trời bên trời gió mát mẻ, mình rủ ra cởi đồ anh em tắm sông làm clip trở về tuổi thơ này, làm clip tắm sông trở về tuổi thơ kiểu đúng là được hết, được xong rồi mình móc cái con, mình lấy cái cây mình cắm vào đầu con cá sấu, mình trọt nước cho nở đầu lên, rồi lát nữa mà lúc đó anh em mình rủ nó xuống cái chỗ đầu con cá sấu, mình giấy đầu mình tưởng nó con cá sấu thiệt, rồi mình coi thử cái cảm giác thế nào nha. Bữa giờ cái clip mà cái đầu cá sấu bây giờ đăng bữa giờ bốn năm bữa rồi, đúng không? Nó full file rồi. Quên rồi. Bây giờ là cái đầu cái sấu tàu ơi, tàu nó thấy đầu cái sấu nó chết luôn á. Không biết cảm giác thế nào ta. Ok, bây giờ là bạn cầm máy ra cho mình gọi nó ra nha. Nó chịu không? Bây giờ mình gọi nha, Trời. Để kiếm thì thép đâu. Thằng này mà kêu tắm xong chắc khó lắm à. Mình phải năn nỉ lắm à. Chứ lần này dạo này tắm nước suối nước sình luôn mà. Nước sông lắm. Ở đâu đây là cái bờ sông nha mọi người, cũng có người đi qua lại nha. Trời mét thiệt chứ. Đúng mét đúng không? Trời nào tắm sông bị bài luôn á. Sông là teo tờ rim hết. Nó đổ chuông mọi người, nó đổ chuông. Có chuông rồi đó. Nó đổ chuông. Alo. Thầy Dương. Mày nhớ cái chỗ hồi bữa mà tao mày với Xâm Dừa chụp hình ở ngoài cái đường bê tông ở ngoài cái bờ sông không? Gì vậy? Tao cái đó đeo vào đây này. Chạy ra đây rồi anh em mình trồng bữa nay trồng mát này. Anh em mình làm cái clip tắm sông trở về tuổi thơ mày. Tắm sông trở về tuổi thơ mày. Trời đang lạnh chết mà đây. Tiết lạnh.
biết lạnh rồi, nhưng mà bữa nay bởi ý tưởng quá phải không, mình không tao không biết làm clip nữa. Bây giờ anh em mình làm cái clip tắm sông trở về tuổi thơ ấy, nước sông em cũng trong này ra cho vui thế. Ừ, rồi rồi đúng chứ, trong vậy ra nha. Rồi rồi nó cắn câu rồi mọi người, nó cắn câu rồi. Bây giờ anh em mình tranh thủ xuống gài cái đầu cá sấu xuống sông. Quên bây giờ anh em mình xuống gài đầu cá sấu xuống sông nha mọi người. Chỗ nào? Mình gài chỗ nào ta? Ở dưới nước ấy, chỗ nào sao mà nó không thấy á. Chỗ nào có cỏ đâu á. Sao mà nước nó đục vậy, nó không thấy. Đây này, chỗ đây. Chỗ đây được không? Được. Chỗ đây được á, bây giờ mình gài đầu cái xấu cái này không? Trời nó ra là bắt đầu mình mất rồi. Wow, nó thúi. Ôi luôn trời. Ồ, nó thúi. Ui dùi. Trời ơi trời. Oh my god. Nó nhi răng nó cừ à. Thúi. Bây giờ chọn cái cây nha mọi người. Ai bày ra cái trò này. Thúi kinh khủng luôn á. Wow. Đó. Không biết trò nó có lũng không mọi người. Ở dưới cái đó xương. Gì không? Đó, ở dưới đó cái đó đó. Nó đó. Gì thôi đúng không? Ừ, đó. Đó. Oh my god. Ok, bây giờ mình cắm xuống nha mọi người. Cắm cái này nha Huy. Xét xuống mặt nước á. Đúng rồi. Từ từ mình cắm. Quá lắm. Quá. Đó, lên nó lên xíu nữa, nó lên xíu nữa. Nhìn nó thấy cái đầu không hả ta? Lên xíu nữa đó. Để mình kéo ra. Gố quá bà con không? Nó gố quá bà con không? Không gì, nó thấy cái đầu không à? Mình lấy cái bao, mình tủ cái đầu lại. Mình lại tủ cái khúc này lại. Ừ. Đó. Đó, nhìn nè. Đúng không Huy? Ừ. Là đó. Đó. Ơi luôn đúng không? Đâu đâu, bạn quay xuống coi. Nhìn cái cảnh nó giống một cái sấu núp ở dưới lùm không? Ồ, giống không? Ừ. Ý chang luôn à. Đi lên bây giờ là tao thấy cái con sông này bữa nay là nước cực kỳ trong luôn. Lâu có thấy nước trong gì á. Gì hay? Cái bao phân của người ta. Bao phân của ta. Mà tắm xong mày cũng quay video nữa không? Không, bây giờ tao thì có bí tưởng quá phải không? Bây giờ anh em mình chờ cái màn tắm sông tưởng bởi tuổi thừa đi. Cậu đồ ra, cậu áo ra, anh em tao áo ra. Đó. Tao cậu áo ra tắm sông chưa? Tắm xong nó quay video nữa trời. Nè. Cậu áo ra, cậu ra. Cậu đùi mặc đùi luôn. Cậu ra ơi mà hai giới cậu ra. Tắm không? Cậu tắm luôn chứ, tao xuống tao cầm bây giờ tao vừa cầm vừa tắm luôn. Cậu ra. Bữa nay anh em mình làm clip tắm xong trở về tuổi thơ nha mọi người. Tắm xong cho mọi người xem cho. Để tôi cắt tiền. Cắt đi. Còn mấy ngàn. Ừ, cậu ơi. Tiền kỳ gì? Tiền mấy ngàn cuối cùng á. Có tiền hả? Để tao cậu áo luôn này đó. Ừ, ôi trời. Đó, cậu, đó mặc một đùi luôn cả. Ủa, Huy ra đồ rồi hả? Ừ, xong rồi. Rồi đó, cậu đồ ra. Đó. Ở mày lắc mày quay tao ấy cái quần cái. Rồi ấy. Ủa Huy mặc áo luôn hả? Rồi mình sang cái quần ra mình tắm ở đó giờ mình mặc quần dài không à? Nhảy lên đập lá cao nhất nè. Rồi nhảy lên. Anh đồ. Rồi. Huy nó ra đồ rồi mọi người. Tức lâu ngày không ẻ, nó còn đọng trên môi. Mỗi lần em rặn ỉ, em lại kêu tên tôi. Bố. Bây giờ anh em mình xuống khúc này nha. Khúc này tắm này. Chuối cả mày bao uống mày. Đó. Ăn thôi. Chú có bị nước chảy này. Gối ông nội. Đây giờ xuống này, xuống đây. Xuống khúc này nè. Cũng anh em mình xuống khúc này tắm xong nha mọi người. Tàu ở chỗ này là nước cực kỳ chảy. Quay mình nha. Rồi. Ở đây máu thiêu người sao á? Bữa lâu rồi. Không có cái đống than mới cả. Không, tao thấy thiêu bữa lâu rồi. Bữa tao thấy mà. Đúng nè. Ủa vậy hả? Máu thiêu rất thị luôn.
Ờ vậy hả? Thôi bậy bạ hoài mà tắm xong mình tắm đi. Hôm nay là thứ bảy mà anh ra đây là... Nó thấy không? Nước sông trong không? Nước sông đây trái trong không? Thấy không? Ủa khó động ơi anh em, khó động xúc bao luôn. Ủa mà nước có tớ hén sao bao được. Bây giờ mình... Tôi hiểu nổi thằng này nó rủ tắm sông mà nó rủ tắm cái sông này sao mà tắm trời. Bây giờ ở mình đây còn con sông nào nữa đâu. Có con sông này có chân trớt, có chân trớt. Không, đi xuống khúc đây nè Huy này. Cua quá trời luôn. Hả? Cua luôn hả? Bây giờ mình xuống sông mình khởi động trước cho anh em coi nè. Trường lắm nha, được nhảy ổ xuống. Đi qua đây, đi qua hướng qua đây nè. Đó, thấy xuống sông này. Wow, nó mát cực kỳ luôn tử. Wow, xuống đây nó mát nè, hơi đây. Qua đây, qua đây. Qua đây. Cống này nước đã ghê không ơ? Đã không? Ui, rào luôn à. Cái nước ruộng này ta chỉ thốt, tắm nước. Không, mình tắm phía trên này. Nước chảy ra đây, nó chảy xuống đây, đúng không? Nước sông chảy ra đây. Nó chạy xuống đây rồi mình tắm phía trên này là không có sao đúng không? Trời ơi, không biết lịch sử với mấy con chứ. Trời ơi, phải gì chứ? Chạy xuống đây, nó chạy xuống đây. Ờ, mình tắm khúc này, đúng không? Rồi bây giờ tao đi xuống này tao coi thử có thuốc nữa. Nhớ nhà bà kia nuôi heo, chuồng heo trên kia kìa. Phải không? Ừ. Không mà miền Tây người ta nuôi cá tra tắm mầm mà. Tắm ơi, bạn tắm ơi. Ô. Cá ra. Thôi mày chạy cái gai đâm tao nè. Ồ, đó. Wow, mát không, mát không? Mình xuống đây thử đi. Mình xuống đây coi thử đây, tao thấy ơm lắm này. Nước đây sâu hơn. Nước đây sâu hơn gì? Mày thích tao hồi nhỏ mày thích tao đắp cái sình lên đầu ông này coi tao này. Gì hả? Wow, gớm mày. Con đó này. Wow. Nó phun cái vô camera. Ê, tao thấy cút cái gì sâu á, mình nói chung cũng nó nở vô đâu, mình xuống đó mình tắm đi. Đi xuống kia lặn thử đi. Xuống kia xuống đi sâu này. Đi. Wow! Dưới đi. Hồi nhỏ tao cũng nhờ tắm gì mà giờ đầu tao hết tóc luôn à. Gì vậy? đi xuống đây tao thấy dưới đây nước sâu này. Mình xuống đó mình ấy thử. Ở đây kẹt quá. Khúc cái dưới đó sâu, chút sâu tao xịt cho mày. Xuống đi, xuống sâu đi, kệ nó. Có mùi gì không? Ừ. Như một cước heo vậy. Phải không? Còn mà xuống khúc đó thì thuốc sâu. Mà mình qua thử tao thấy cũng đâu có gì đâu. Nãy tao lậu qua khúc đó tao thấy gì đâu. Khúc sâu với cước heo nó trộn lại nó không chạy độc à. Khúc sâu nó độc hơn cước heo. Dạ. Không mà mình xuống là coi thử. Đó. Đó, đúng rồi đây rồi thấy không? Bên đây ấm êm hơn nè, cái gì vậy? Bầu rác hả? Rác không ư? Bầu rác. Ui, rác không à. Ghê quá. Ui. Mày bắt ra chứ. Vậy mà tắm à. Bây giờ hết con sông rồi, tắm xong rồi chứ sao. Đi xuống này, xuống này. Xuống này coi thử nè. Lạnh hơn. Xuống đây anh em, xuống đây cho này. Phải nói là đi xuống nữa tao thấy như này, có đây đứng sâu này, khúc này nè. Xuống đây có cát ở bờ mẹ tao bút con thấy. Cát êm cực kỳ luôn. Đó, đúng rồi đó, cái bao gì đậu bao rác không mày? Hơi mày coi bao gì bao rác hay cho mày tới mày. Ê, cái gì vậy? Đừng khóc nữa mà không được buồn. Ê, cái gì vậy? Ê đó, cái gì vậy? Mày giống cái sâu gì? Con cá sấu. Ê, được tao gần, tao cắn tao, tao má mó tao móc thằng bạn một lắm. Không phải tao thấy nguyên cái con người nó kia cái đầu, mà kiếm cái cây. Kiếm cây quấn nó. Trời ơi, nó mới. Kiếm con nào nhỏ ơi, con nó bự vậy. Kiếm cục nào. Cái con này ơi, đó. Có cái đầu không mà. Tao thấy nguyên con người đó luôn. Xuống đây. Xuống đây, đứng lại này. Đứng đâu có gì. Ông đốt kỹ vậy đó. Xuống đây. Trời ơi, con này. Có cái đầu không mà. Ông biết phải cái đầu ông thấy nguyên cái con cá đấu chân đó luôn. Trời ơi, sợ quá trời luôn tự. Muốn, bây giờ mình không lẽ mình đợi nó đây cho nó cắn tao, phải bắt nó lên chứ. Kiếm cái. Ô sợ. Đầu nó nằm chỗ nào? Đây nè. Đó, thấy rồi. Mày. Quăng tiêu bắt, quăng tiêu cho chó luôn.
Đâu rồi? Ủa? Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Tao ăn trúng rồi. Ủa? Tao ăn trúng rồi, đâu mất rồi. Đâu mất rồi? Ủa? Má đang nhớ anh đó. Đâu vậy ta? Thấy cái đầu không mà. Tao nói mày con cá sấu mày không nghe. Hơi lên lên. Nè nè, nó bò vô nó cắn á. Tao nói mày con cá sấu mày nghe, nếu mà nếu như mà cái đầu mày quăng nó ở lại đây thì nó mất rồi. Thấy không? Trời ơi. Con trường cá sấu. Tao kêu nó lấy cây đập mày nghe. Chết rồi mày quăng thì mày lủi đâu sao này. Nó lủi. Lỡ ơi, đừng đứng gần mặt nước nha. Bây giờ mình phải tìm cách mình tìm cho ra nó. Bây giờ mày dám không? Mày dám thọc tay xuống mày mò ở đây không? Xuống mò. Xuống mò. Cho nó cắn cho chết mà mò. Mò xuống mò nữa. Ôi trời, cái cây mày chọt xuống dưới thôi. Đó. Thằng Bí. Còn không? Hả? Ủa như tao quăng trốn nó trốn. Nó trốn luôn à. Đó. Ủa cái đầu không? Cái đầu không vậy sao? Ủa phải không? Phải cái đầu không? Hay là mày quăng đâu? Xuống cái đầu. Cái đầu, cái này. Cái đầu hả? Nhớ cái đầu này quen anh ta. Nhớ cái đầu này quen anh ta. Đầu sống sống nào quen? Thằng Huy nó làm cái con cá sấu cái đầu của nó này mà. Nó chết. Phải không? Cá sấu nào? À bữa ăn mừng 10 cá sấu không? Ừ, con sấu vừa nè. Con cá sấu nó chết rồi. Ờ đúng rồi, giống cái đầu đó kìa. Ôi ông ơi, xuống tắm sông nữa đi ông ơi. Giống cái đầu đó kìa. Nó chết rồi. Ờ. Đi đi. Giống cái đầu cá sấu. Cá sấu rồi. Đầu cá sấu. Ủa đâu có đầu cá sấu thì ta? Chắc Ủa Huy mấy bữa làm mấy video xong ăn quăng xuống mương đúng không? Cái đầu cá sấu kia đâu? À, đầu cá sấu kia hả? À đầu cá sấu bữa. Để đâu cái đường mương á. Đường mương nào? Đường mương nhà Huy á. Phải không? Chắc nó trôi xuống đây. Trôi đây dính lại chứ. À như hả? Hình như là nó cao đâu vô cái bị của ta. Tao biết rồi. Tao biết rồi. Tao biết tại sao nó đây rồi. Tao biết tại sao nó đây luôn á. Này. Bây giờ tao biết một cái điều này mày nghe có hợp lý không nha. Tao bữa mình làm con cá sấu đúng không? Sống vừa xuống này đúng chưa? Là mình cắt cái đầu ra. Được. Mình bỏ xuống mương đúng không? Ừ. Đó. Xong rồi cái đầu đó tao mới lấy về nhà tao phơi khôi. Đó rồi tao lấy ra tao bỏ xuống cái mương này á, tao dụ người đây lấy đầu cá sấu. Tao giúp vừa mày đó trò này đó. Nói chung là thiết nó bị nghẹt nha mọi người. Ở còn đó cả. Mà nó vẫn tắm sông. Nó tắm sông bình thường mọi người. Ê bạn, nãy sợ cá sấu không? Ok, thiết nó bắt đầu bị nghẹt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nha. Không có gì hơn là mình rất là vui mọi người. Cảm ơn mọi người đã bỏ tay cho báo ra để xem clip của mình. Bây giờ chúc mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ cuộc sống.